It's better to talk to your parents nicely without whining. Đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ của người làm, nên chúng ta không gấp gáp được đâu. Xin chào. Hop. Bolly. Hai cậu đang làm gì vậy? Haley nói là cần kính bảo hộ mới. Mình đang lắp thêm chức năng hồng ngoại cho cặp kính. Wow, tuyệt quá đi. Mình xuống thị trấn đi tuần tra một vòng. Hai cậu xong thì cho mình xem. Được thôi Bolly. Hồng ơi, sinh nhật năm nay ông thích quà gì vậy? Ông lớn rồi, không cần quà sinh nhật nữa đâu con. Có chứ ông, ai cũng muốn có quà vào ngày sinh nhật hết mà. Vậy còn quà thì sao? Ông thấy quà tươi cũng được. Hoặc là bong bóng. Bong bóng cũng được. Sao con nói cái gì ông cũng nói là được hết vậy? Ông có bị sao không? Ông không sao, nhưng tầm nhìn của ông không còn được tốt như ngày trước nữa. Ông phải cẩn thận đó. Được rồi. Ông phải đi gặp ông Wheeler một lát. Có gì lát về nhà gặp con sau nha. Tạm biệt. Cẩn thận. Lại nữa sao? Ông đi cẩn thận. Chào Mini. Chào Polly, anh khỏe không? Mini, nhìn em có vẻ như đang buồn. Dạ đúng vậy đó anh. Em đang buồn vì hai chuyện khác nhau. Hai chuyện khác nhau sao? Phải, chuyện thứ nhất là mai đã là sinh nhật ông, nên bây giờ em vẫn chưa biết phải mua quà gì tặng cho ông hết. Còn chuyện thứ hai là bây giờ ông không nhìn rõ được mọi thứ nữa. Wow, thì ra đó là lý do khiến cho em buồn như vậy. Dạ. Anh có ý này. Em có thể mua cặp kính cho ông đeo để đọc sách. Nhưng mà em chưa từng nghe tới nó. Nó dùng để làm gì vậy? Chúng giúp cho mình nhìn thấy mọi thứ to rõ hơn. Nếu làm được điều đó, có nghĩa là em đã giải quyết được hai chuyện khiến em lo lắng đó. Chắc vậy rồi. Nhưng tới giờ em còn chưa biết phải mua kính nó ở đâu nữa. Cứ giao cho anh đi. Anh chắc chắn sẽ tìm được cặp kính đó cho em. Hiểu rồi. Cậu muốn mình làm một cặp kính dùng để đọc sách làm quà sinh nhật cho chú Musty đúng không? Phải,
nhưng mai là sinh nhật của chú ấy rồi. Không sao đâu, Haley có thể đợi để lấy kính sao? Không sao đúng chứ? Không sao, đây là quà cho chú Musty nên mình không để tâm đâu. Hả? Có thật không vậy? Em cảm ơn anh nhiều. Đâu có gì đâu. Em có thể tham gia với chị để làm kính cho ông em được không vậy? Ồ, vậy là em muốn tham gia vào quá trình hoàn thành món quà này đúng chứ? À, dạ đúng. Được thôi Mini, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi nào. Cảm ơn. Mini, giúp chị chuyển cái này. Đợi đã, ở đây được hơn. Dạ sếp, sếp cần gì cứ nói em sẽ làm hết. Tạm biệt ông. Nè Mini, mới sáng sớm mà con đã đi đâu vậy? À, dạ bí mật. Con nhớ về trước khi trời tối đó. Ôi, lo lắng quá. Hả? Là Mini. Mini, sao vậy? Mini gặp Jin. Hả? À đúng rồi, cậu đừng quên tối nay có tiệc mừng sinh nhật ông nội mình đó. Đừng tới trễ, gặp cậu sang nha. Cậu ấy đi đâu mà gấp quá vậy? Jin, tụi mình tới xem thử. Chị Jin với em đang làm việc vô cùng chăm chỉ. Được rồi. Xong rồi. Sao, em thấy có được không? Wow, nhìn tuyệt, tuyệt thật đó. Chị đã làm rất tốt. Của em đây. Đây đúng là ý kiến hay. Dạ, cảm ơn anh chị nhiều lắm. Mình có một cặp kính mới và mình muốn dùng nó để làm quà sinh nhật cho ông nội mình. La 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 la. Đây rồi. Ơ, mình bị mắc kẹt rồi. Mình phải làm sao bây giờ? Cứu tôi với. Có ai đang ở trên đó hay không vậy? Sao giờ này rồi mà Mini còn chưa tới? Cậu bé ấy sẽ tới thôi. Con bé đã về tới rồi, Mini. Chúc ông sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn Rudy. Đúng rồi, hôm nay con có đi chơi với Mini không vậy hả Rudy? Dạ không, hôm nay con bắt gặp Mini tới trạm cứu hộ không? Ồ vậy sao? Mình nghĩ giờ này chú Musty cũng mở quà và thấy được cặp kính trong đó rồi. Chắc chắn chú ấy sẽ rất thích món quà đó. Làm tốt lắm. Wow, cảm ơn cậu. Cũng may là Haley không cần kính gấp cho nên là mình mới có thời gian để làm nó. Ngày mai mình sẽ làm kính cho cậu liền đó Haley à. Chú Musty, chúc chú sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn Jin. Cho chú hỏi là Mini có ở chỗ của con không? Em ấy rời khỏi đây cũng mấy tiếng rồi chú. Vậy sao? Vậy lẽ ra con bé phải về tới nhà rồi chứ. Chú nói vậy có nghĩa là Mini chưa về nhà sao? Chú biết rồi, có khi nào cháu nội của chú gặp chuyện trên đường về nhà rồi không? Chú đừng lo nha chú, tụi con sẽ đi tìm Mini giùm chú. Ra tìm em ấy đi. Dạ rõ. Hả? Trời ơi. Mini. 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 Mini.
Tini. Làm ơn cứu tôi với. Hả? Tini. Polly, em ấy không có ở khu bờ ao. Mình cũng không thấy bóng dáng em ấy ở trong làng. Vậy chúng ta phải mở rộng phạm vi tìm kiếm thôi. Các cậu, mình tìm thấy rồi. Mình đang ở trên đồi đường số 16. Được rồi, tăng tốc. Được. Dưới này. Đây rồi. Đi thôi. Em có sao không? Em ấy vô tình bị mắc kẹt giữa những tảng đá, không nhúc nhích được. Rồi, chúng ta phải dời đá đi. Được. Được chưa? Sẵn sàng. Được rồi, mình đếm đến 3. 1 2 3. Được rồi, cảm ơn các anh nhiều lắm. Xong rồi đó. Em chạy thử một vòng đi. Đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn chị nhiều lắm. Cũng may mà thành công nữa. Ôi trời ơi, món quà. Ôi không, bể mất rồi. Là món quà đặc biệt cho ông nội. Mini. Con bé kìa. Ông nội ơi, con về rồi. Con xin lỗi ông nội. Chỉ cần con bình an quay về là ông vui rồi. Nhưng mà có chuyện không may, quà sinh nhật của ông bị hư mất rồi. Chú nên biết Mini với Jin đã rất cố gắng để làm nó. Con định tặng món quà này nhân dịp sinh nhật của ông, để lúc đi đường ông nhìn rõ hơn. Mini à, con có biết món quà tuyệt vời nhất cả cuộc đời ông là gì không? Là gì vậy ông? Chính là con đó. Ông rất vui khi tối nay con đã về nhà an toàn. Thật sao? Tất nhiên rồi. Không có nụ cười ngọt ngào này sao ông chịu nổi. Cảm ơn mọi người. Tụi con rất hân hạnh. Được rồi, Mini về nhà rồi thì mình cũng bắt đầu bữa tiệc thôi. Yeah, thay vì thôi nào. Các cậu có tặng quà gì cho ông nội mình không nhở? Không, tụi mình tới ăn bánh thôi. Sao? Sao hai cậu lại không đem quà chứ? Ông ơi đây. Chúng tôi rất giống nhau. Xong rồi. Xin chào Wheeler, ông khỏe không? Wheeler, tôi ổn. Ông cần gì? Tôi cần đặt mua một số lớp xe mới. Bồn rửa mặt của ông bị hư rồi hả? Có cần tôi sửa giùm hay không? À không cần, không sao hết. Để tôi mở thử coi. Ôi trời đất ơi, trời ướt hết rồi. Tôi xin lỗi nha. Không sao, không sao. Đi theo tôi, tôi cho ông mượn quần áo của tôi mặc. Vừa y cho tôi luôn. Vừa là được. À còn nữa, ông đổ vô đi. Con có vừa không? Chà đẹp quá ha. Ông hào phóng quá. Chú Wheeler ơi, nhận hàng này chú. Nhưng mà ai mới là chú Wheeler vậy? Chú là chú Builder, còn đây là chú Wheeler. Thật là kỳ lạ. Vậy mà trước đây con không thấy hai chú giống nhau. Chắc là vậy. Ủa kìa, chú Wheeler. Mình nghĩ chú ấy bận quá. Sao Wheeler có thể mặc áo ngứa như vậy mỗi ngày chứ? Yeah. Tránh ra đây.
thôi. May quá, mọi người có ổn không? Ổn, cũng may tránh kịp đó. Suýt chút nữa là đụng rồi. Cũng may có chú ở đây. Cảm ơn chú. Không có gì đâu mà. Không có sao đâu con. Ổn rồi, ổn rồi. Nói chung cũng may không sao hết. Xem những gì đang diễn ra ở thị trấn Rum nào. Để mình xem. Hả? Mọi người, mau coi nè. Wow, chắc là một cuộc giải cứu đầy kịch tính. Cậu bé đang gặp nguy hiểm. Một anh hùng từ đâu bay tới cứu cậu bé vào phút cuối cùng. Wow, chú Wheeler thật là tuyệt vời. Đây là câu chuyện hay nhất từ trước tới bây giờ. Phải, chú Wheeler sẽ nhận được giải thưởng công dân năm nay. Đây là một ý tưởng tuyệt vời. Tụi mình sẽ không cần phải tìm người nhận giải nữa. Phải, mình nghĩ chú Wheeler là người xứng đáng nhận giải nhất. Mình đồng ý. Vậy thì quyết định chú Wheeler nhận giải thưởng năm nay nha. Cái gì? Tại sao chú là người nhận được giải thưởng này? Chú nghĩ thử coi. Chú nghĩ là chú đâu có làm việc gì quan trọng đâu ta. Xin chú đừng có khiêm tốn như vậy. Chú biết con đang nói gì mà. Ê, Ellie, không phải. Đừng từ chối nữa chú. Quyết định đã được đưa ra. Mình phải làm gì bây giờ ta? Runner, con có thể giúp chú một việc hay không? Dạ được. Chú nhờ con trả cái này cho chú Wheeler. Dạ được chứ. Chú ấy đã có hành động rất dũng cảm. Hành động dũng cảm gì? Chú không biết hả? Mọi người đều đang nói về chuyện này đó. Đăng lên trên báo luôn. Hả? Đây là một câu chuyện rất hay. Có rất nhiều người trong thị trấn nói rằng chú Wheeler sẽ giành được giải thưởng công dân năm nay bởi vì sự dũng cảm của mình. Nếu mình gửi lại quần áo bây giờ thì sẽ làm cho Wheeler khó xử. Runner à, chú nghĩ chúng ta sẽ đưa cho chú Wheeler sao? Và bây giờ gửi quà cho chú Wheeler sẽ tốt hơn đó. Đúng là ý tưởng tuyệt vời, chú ấy xứng đáng lắm. Rồi lên hết rồi. Chết, có vấn đề rồi. Posty, có đúng là chú Wheeler được nhận giải thưởng công dân hay không vậy? Hả, sao cậu lại biết được chuyện này? Sau khi đọc bài viết đó, mọi người bàn bạc với nhau như vậy á. Được rồi, nhưng mà mình không hiểu tại sao lại là vấn đề lớn nữa. Bởi vì người đàn ông trong bài báo đó không phải là chú Wheeler đâu. Cái gì? Không phải chú ấy sao? Đúng rồi đó. Chú Wheeler đã mượn quần áo của chú Wheeler vào ngày hôm đó, cho nên là mới dẫn tới sự hiểu lầm như vậy. Ôi, vậy người mình nhìn thấy là chú Wheeler rồi. Hả? Mặc dù lúc đó mình nghĩ rằng người đó là chú Wheeler. Mình gọi chú ấy mà không trả lời. Mình nghĩ chú ấy đang bận thôi. Mình không nghĩ họ trông giống nhau như vậy. Phải, khi nhìn vào tờ báo, mọi người đều nghĩ đó chính là chú Wheeler. Chú ấy không nói với mình câu nào khi mình nói chú ấy được nhận giải thưởng. Vậy chúng ta phải làm gì? Bây giờ có muốn hủy bỏ giải thưởng công dân thì cũng đã quá muộn rồi. Chúng ta nên đến gặp chú Wheeler giải thích những gì đã xảy ra. Chú ấy sẽ đồng ý không nhận giải thưởng khi chú ấy không phải là người làm việc tốt. Mình nghĩ Roy nói đúng đó. Mình sẽ tới gặp chú Wheeler và giải thích tình hình. Sau đó sẽ nói chuyện với chú Builder. Được rồi. Hả? Nhìn vào thì giống mình thiệt. Nhưng mà làm như vậy có được không ta? Nếu mình nhận được giải thưởng thì mình có thể treo lên tường ở trong cửa hàng và nơi đó sẽ sống động hẳn lên. Làm sao giải quyết đây? Rối tung rồi. Phải làm sao bây giờ? Builder, ông đây rồi. Ông tới đây để làm cái gì vậy? Tôi nghe đồn là ông sẽ được nhận giải thưởng công dân năm nay đó. Cái gì? Ông đó có tin đồn hả? Ông nghĩ rằng Builder cũng nghe tin đồn đó đúng không? Tất nhiên rồi, cả thị trấn đều nói ông là một vị anh hùng. Trời ơi. Không đúng đâu, giải thưởng này thuộc về tôi mới là người đã cứu cậu bé đó. Điều này đã đi quá xa rồi. Không thể như vậy được. Đã đến lúc tôi cần phải giải quyết mọi chuyện. Ông Musty à, trong chừng cửa hàng giùm tôi nha. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhanh lên, có chuyện gì vậy? Không được chắc hả? Ông Wheeler. Wheeler, rất vui được gặp ông. Ông vào đi. Ông không, có chân. Ôi. Ông Wheeler,
ông có sao không? Chân tôi bị kẹt rồi, không thể lấy ra được đó. Được rồi, ông đừng nhúc nhích, tôi sẽ gọi đội cứu hộ. Cái gì chứ? Cậu không tìm thấy chú ấy hay sao hả? Mình đã đi tới cửa hàng của chú ấy rồi. Ông ta hành động rất kỳ lạ, kêu tôi trông chừng cửa hàng và sau đó vội vàng bỏ đi. Sau đó mình đã đi đến tất cả những nơi mà mình nghĩ chú ấy có thể ở đó, nhưng mà mình không tìm thấy. Chúng ta cần tìm chú ấy trước khi có chuyện xảy ra. Chắc chắn là chú ấy ở đâu đó. Hả? Jin của đội cứu hộ xin nghe. Jin à, chú đang ở công trường, chú Wheeler đã gặp tai nạn rồi. Ồ không, con sẽ kêu đội cứu hộ tới đó liền. Nhanh lên, ông ta bị đè dưới đống gỗ kìa. Chú đến nơi an toàn đi, để tụi con giải quyết ở đây. Cảm ơn Polly. Chúng ta nhanh lên. Chúng con đây. Chân của chú bị kẹt ở dưới đống gỗ này nè. Đừng nhúc nhích, nếu không sẽ nguy hiểm hơn. Amber, cậu đi xem chú ấy có ổn không. Được rồi. Đống gỗ này rơi xuống rất lộn xộn. Chúng ta phải cẩn thận, nếu không chú ấy sẽ bị thương nhiều hơn. Ok, chúng ta thử nâng đống gỗ này lên. Haley, sẵn sàng kéo chú ấy ra. Amber, để mắt tới những gì đang xảy ra. Hiểu rồi. Nghe mình đếm. 1, 2, 3. Haley, nhanh lên. Được, đi thôi nào. Haley, dừng lại. Mình nghĩ chân chú ấy bị mắc kẹt ở đâu rồi. Đây rồi. Hai cậu nâng thêm một chút mới có thể lấy chân ra. Được rồi, Roy, hãy đếm lại một lần nữa. 1, 2, 3. Được rồi. Xong rồi. Cảm ơn trời. Chú sẽ ổn sau khi tới bệnh viện thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp chú và Builder. Tôi xin lỗi về cánh tay của ông nha. Tay tôi sẽ khỏi thôi. Và tôi là người phải xin lỗi vì cứu tôi đã khiến ông bị thương mà. Không, không, đây là lỗi của tôi. Ông mới là vị anh hùng đó mà tôi suýt chấp nhận giải thưởng thuộc về ông. Nhưng Builder, hôm nay ông mới là anh hùng thật sự. Ông đã cứu tôi. Chú ấy nói đúng, những gì chú ấy làm đã là một anh hùng. Được rồi. Được rồi, đến lượt chú rồi. Cảm ơn Haley. Sẵn sàng. Rồi, giờ mình đi trước đây. Cẩn thận. Cẩn thận. Công dân của thị trấn Rum. Hôm nay tôi thật vinh hạnh được công bố người chiến thắng giải thưởng công dân năm nay chính là chú Wheeler. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng. Khoan đã, tất cả mọi người ơi, còn nữa. Năm nay chúng tôi có 2 giải thưởng công dân để trao tặng. Người đàn ông gần đây đã cứu một đứa trẻ khỏi nguy hiểm, chính là chú Wheeler. Họ giống nhau quá à. Họ giống nhau đúng không hả? Chú dũng cảm quá chú. Tôi sẽ sớm trả lại bộ đồ này cho ông. Nhưng lần sau ông sẽ phải mượn của tôi. Được rồi. Hai chú đứng yên, để con chụp một tấm. Bây giờ chuẩn bị. Rồi nào.